tôi hỏi. Khoan, từ từ đừng đánh nữa. Cái lọ gỗ lược dừa này của ai? Ủa? Của bà nào? Đề nghị ai không tốt đánh ghen? Bước ra đứng xếp hàng giùm tôi. Rồi tao đánh nó quá trời luôn, mày bỏ như mày nha. Nha nha mày nha, giật chồng giật mày hồi nãy giờ mày hai bài rồi ha, phải lắm, mày chu hoài luôn vậy đó, phải lắm đó. Vô đi má không rồi nó nghe là bà cũng chứ đánh nó kéo vú nó bài đụng nó bà thôi thấy nó còn mà. Ủa nó còn thôi của thằng quỷ vậy nè, đâu mày còn nó bước ra đây mày coi, mày coi mày coi đâu. Nó kiểm tra nè, nè nó vô để coi thiệt hay giả là biết liền. Đây nè, nhìn nè, cuốn xu nè. Mày có lòng thâm kim. Thấy không? Rồi, của chị đâu rồi? Chị Bi Phụng nè. C700. Ôi. Rồi, đây còn của mày. Đâu? Đâu của mày đâu, đâu mày nè, của mày nè. Mất luôn. Ảo thuật, cái này là đúng là cái tu vú luôn nè. Đừng được cái video luôn. Nè, đừng cái gái nữa nè, coi nào. Trời ơi, hay quá vậy. Đó, thật sự thấy không? Hồi nãy nha, hồi nãy mất cái đó thôi, còn mất thêm cái gối nữa. Không tin bây giờ em kiểm cho cháu đi coi nào, quay lại coi lại nè. Rồi, gối thiệt rồi, bên đây nè. Bà nội có ăn cắm gối tao không vậy má? Gì mẹ? Khoan, chưa. Nó nghe nè, mình muốn tìm kiểm tra. Đích thiệt hay đích giả dễ lắm em. Dễ lắm. Mày chạy qua đi, nè, nghe tiếng động đúng quý chị. Mở cái miếng em lớn lên chút xíu để nghe nè. Cái đích thiệt em chết chết đúng không? Đợt có đợt, đợt nha má. Thấy không? Đâu đó tụi ta, nè. Ôi đường thiệt, đâu uống xù đâu, uống xù đâu. Cái gì? Nè, cái này nè, đồ lường gạt không? Coi nè. Má này chưa gì nó có đợt hoài luôn nữa. Hồng mới ăn chén súp cua. Thầy em chê tao nghe một cái mùi cua. Mở cái gì? Quý vị coi nha. Ủa là cái này giống như cái gói hương. Sao muốn nghe bột. Rồi bây giờ quý vị, em quý vị đã thấy rồi, đừng thấy đẹp là đồ thiệt đâu quý vị, thật sự. Cái là chị cũng vậy mà. Chị à, chị thiệt mà. Đúng rồi, đừng thấy đẹp là đồ thiệt, đây là sẽ là đồ thiệt. Không có công sở nào mà mang già bán cá như bà má. Ủa nè, cái làm họ xí nghiệp hả, cắt cá, cắt mang cá, tỉa cá, tỉa bay cá, nuôi cá rồi các bà là các bà xa đó bà. Nghe này nè, bữa nào chị bắt chí rồi. Bây giờ quý vị ơi, quý vị đã có giấy trên tay, mời tập trung dành sáng chuẩn bị vô xuống. Xuống gì đây, mây gì đây, mây gì ra, mây gì đây, mây gì đây. Xuống gì đây, mây gì đây, mây gì đây, mây gì ra, mời cô bắt có giấy dụng này nhé, đầu bà. Xuống gì đây, xuống gì đây, mây gì đây, mây gì ra, mây gì đây, mây gì ra, rừng núi tan tay đổi lại xa cả đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra vị chủ nhân may mắn độc giả vòng loại này. Xin mời vị mình chúng ta cùng nhau để cho em kiểm tra các lá vé rồi để cho phần thưởng thì chúng ta thả xé bỏ lá vé nha quý vị nha. Kính thưa quý vị, và vòng loại tiếp theo vẫn là 20.000 đồng cho vòng loại vé đôi thứ vị nha. Rồi bỏ điện thoại vô túi đi anh. Đó, dạ. Rồi anh dễ thương anh hồ ôn đúng không? Dạ. Anh em vợ xuống. Con số đồng bộ 083. Dạ, 083 đúng cái hiệu đúng cái lời. Con số đồng nhạc số 30. 30 vị tiếp 1. Số 8. Số 8 có 2. 44. 44 có 3. 58. 58 có 4. Rồi chúng còn 5 dạ. Dạ, một con bé kế tiếp của chủ nhân thứ 2. Số ký hiệu 082. Dạ đúng rồi. Rồi. Và số trúng thưởng tại Loto ngân 5. 30. 30 có 1. 41. 44 có 2. 58. 58 có 3. Số 8. Số 8 có 4. Và ký hiệu 093. Đúng rồi. Và 30, số 8, 44 và 58. Đúng rồi này. Đó số thuốc viện 3 chúng ta may mắn đón trẻ nha chị ơi. Bây giờ mình chia đều nha. Và mỗi người sẽ nhận về phong bao lì xì 350.000 đồng thưa quý vị. Rồi em gửi tặng cho ba anh chị nha. Vâng thưa quý vị, chúng ta đến với dòng loại mới, dòng loại cắt tóc quý vị nha. Những dòng loại này thì em sẽ sổ rất là nhanh, không để vị chờ đợi lâu luôn ha. Rồi cả nhà mình ơi, ai chủ vé thôi thì ngọc thuộc tay nhà mà rất là móc ra, chứ đừng có ba lét là nhét cho vô. Tội nghiệp gì thì em lắm thưa quý vị. Và trong đêm mai quý vị sẽ được giao lưu và gặp gỡ với quán quân chương trình solo cùng Bolero năm 2021 nha quý vị nha. Rồi và lịch diễn chính xác thì tụi em đã đăng tải tại trang Facebook gắn hát Loto Hương Nam. Quý vị có thể theo dõi lịch diễn cũng như là những hình ảnh của đoàn Loto Hương Nam tại trang fanpage Facebook gắn hát Loto Hương Nam đúng không vị. Rồi với mình là vé như này là 20.000 đồng trùng vé, mua một vé tặng một vé, một là vé đôi. Thì bây giờ chúng quý vị sẽ còn nhiều may mắn vào số lượng quý vị. Số gì đây đây, chị đang có nắp gì đây, có nắp gì đây, cái giò hàng ăn. Yeah, thế đây con ơi. Nắp gì đây, có nắp gì đây, có nắp gì đây, có nắp gì đây, có nắp gì đây. Với anh, em mới là người tình trăm năm trăm mươi lăm. Năm mươi lăm, năm mươi lăm, năm mươi lăm. Đây năm mươi lăm, năm mươi lăm năm, mười lăm số, theo giờ tiếp theo. Năm mươi lăm năm, mười lăm số gì ra. Đây số gì, đây số gì đây. Ôi, anh chắc rằng đây còn số 5. Còn số 5, còn số 5, còn số 5. Còn số 5, còn số 5, còn số 5, còn số 5, còn số 5. Số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì đây. Không xem hoàn cốt, con số 1. Con số 1, con số 1, con số 1. Con số 1, cái con số 1, cái con số 1. Tức đầu lô tô, số 1, nhạc chung, ba gì đây, cái đoàn 3. Ba gì đây, không ba gì đây, anh hoàn mà em chắc ba gì ta. 33 giống chị ra. Giống chị đây, số gì đây, con số gì đây. Quê mẹ xa xăm 45. 45, 45, 45, 45, 45. 45, 45, 45, 45, 45. Con gì đây, con gì ra, con gì đây, con gì đây. Xa thiệt là xa. 43, 43, 43, 43. 43, 43, số gì đây, con làm gì đây, con làm gì đây, con làm gì đây. Con làm gì đây, con làm gì đây, con gì thì con ngay. 52, 52, 52, 52. 52, 52, 52, 52, số gì ra. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Chồng ơi, 11 ơi, con 11. Con mười một. Số gì đây, số gì đây, số gì ra. Ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Mối tình đắng cam. 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38. 38, con làm gì đây, con làm gì đây, con làm gì đây, con làm gì đây. Con làm gì đây, con năm mà ăn cháo, con làm 16. 56, 56. Thưa quý vị, 26 chương trình qua đã có đợt giải. Cô chú chị mình được gặp sau là giá về trò là tiếp theo vẫn là 20.000 đồng cho một lá vé đôi.